Trúng số hơn 30 tỷ, chàng trai vùng tiền cho hội bạn đi du lịch khắp thế giới, khoe có 150 bạn gái. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, bỗng trở nên giàu sụ vì trúng số. Có thể nhiều người sẽ lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, song với chàng trai này thì không. Được biết, hồi năm 2014, trong một lần nổi hứng, anh Matt Mael, hiện đang là một kỹ sư điện tại Anh, đã mua xổ số và thật bất ngờ khi ngày hôm sau anh được thông báo trúng giải độc đắc có giá trị lên đến 1 triệu bảng Anh, khoảng hơn 30,3 tỷ Việt Nam đồng. Tiền thưởng vừa trao tay, Matt thể hiện sự hào phóng của mình bằng cách đưa 13 người anh em tốt đi du lịch khắp thế giới. Đến bất cứ đâu, Matt và những người anh em, bạn bè cũng đều sử dụng những dịch vụ xa xỉ nhất. Suốt khoảng thời gian ăn chơi không biết mệt mỏi, Matt cũng kịp để lại dấu ấn khi có tiếng là một tay chơi thực thụ. Chàng trai trẻ đốt tiền như lá, thậm chí là thay người yêu như thay áo. Theo Matt, có cả tá cô nàng xinh đẹp nóng bỏng vây lấy anh và không phụ lòng những người đẹp, bất kỳ ai đến với anh đều được cưng chiều như bà Hoàng. Matt cho biết anh có khoảng 150 cô bạn gái trước khi tìm được tình yêu đích thực của mình. Thấy con trai chơi bời không biết điểm dừng, không nghĩ tới tương lai, mẹ của Matt lo lắng. Trong một lần trò chuyện với nhau, bà nhẹ nhàng khuyên nhủ, đồng thời cảnh báo Matt rằng nếu anh còn tiếp tục tiêu tiền như cỏ rác, vùi mình vào những thú chơi vô bổ, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ hết sạch và bị đám bạn quay lưng. Hiểu lời mẹ, Matt như bừng tỉnh, anh đem tất cả số tiền khoảng hơn 500.000 bảng, tức 15 tỷ Việt Nam đồng đi đầu tư. Rất nhanh sau đó, số tiền này của Matt sinh lời và lại giúp anh sống như một triệu phú thêm một lần nữa. Tính tới thời điểm hiện tại, số tài sản mà Matt sở hữu đã lên đến con số vài triệu bảng. Anh tiếp tục sống cuộc sống trong mơ của nhiều người. Được biết, sau khi nghiêm túc đem tiền đi đầu tư, quyết định sống ổn định, Matt cũng đã quen với vị hôn thê Stacy Edwards. Cả hai đã có con đầu lòng khi cùng nhau đi du lịch châu Á. Gần đây, Stacy lại tiếp tục có bầu, hai người cũng rục rịch kế hoạch tổ chức đám cưới để chính thức nên duyên vợ chồng. Bí mật về vật bất ly thân dưới trần thái giám. Thái giám hay còn gọi là hoạn quan, công công, họ là những thanh niên có xuất thân thấp hèn được tuyển riêng để phục vụ cung đình, hầu hạ vua chúa và phi tần trong xã hội Trung Quốc thời Thục Kiến. Vào thời xa xưa, người hầu hạ trong hậu cung của nhà vua chủ yếu là cung nữ. Kể từ thời Đông Hán, triều đình phong kiến Trung Quốc mới sử dụng rộng rãi thái giám, bởi số lượng phụ nữ trong chốn hoàng cung nội đình khi ấy tương đối nhiều. Họ là người gần với hoàng đế, hoàng hậu, hoàng thái hậu nên một khi đã lấy lòng được, có được lòng tin của những người quyền lực, thái giám sẽ ra sức lộng hành, thậm chí có khi còn can thiệp vào chuyện lập hoàng đế. Khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh các hoạn quan mày râu nhẵn nhụi, áo quần chỉnh tề, có mật bất kể lúc nào chủ tử triệu. Làm thế nào những cung nhân hoạn quan khác làm việc cả ngày lẫn đêm mà vẫn có thể tỉnh táo như vậy? Vào cung, các thái giám gần như bắt đầu một cuộc sống mới, cung kính với bề trên, cẩn trọng với mọi người, thậm chí tìm mọi cách để giữ mạng, bởi tầng lớp thái giám cũng tồn tại không ít sự cạnh tranh, giành giật. Nếu chẳng may phạm tội, các thái giám không chỉ bị cắt lương bổng mà còn chịu những hình phạt khắc nghiệt. Một thái giám vô tình ngủ gật ở ngoài cửa mà bị tổng quản thái giám đi tuần bắt quả tang và thì người đó phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết. Cuộc sống của tầng lớp thái giám nơi hoàng cung chưa bao giờ là dễ dàng. Điều bí mật nằm dưới lớp giày của hoạn quan. Để có thể thức liên tục, trong các đế giày của các thái giám đều đặt quả thường nhĩ, tức là quả ké đầu ngựa. Loại đỏ này mình đầy gai nhọn, chạm nhẹ vào cũng có thể gây ra đau đớn. Đem loại quả có gai ấy đặt trong đế giày, mỗi một bước đi chẳng khác nào bị kim châm vào da thịt, đau đớn vô cùng. Dù có buồn ngủ, thái giám cũng chẳng thể nào nhắm mắt được vì bị những cơn đau hành hạ. Thế nhưng, thà bị quả ké đầu ngựa đâm còn hơn những trận đòn roi trừng phạt nơi cung cấm. Bởi vậy, thái giám làm việc trong cung thời xưa đều cắn răng đặt vào đế giày của mình những quả ké đầu ngựa trước mỗi lần đi trực đêm để có thể bảo toàn tính mạng. Chuyện lạ ở An Giang, thi hài nhà sư còn nguyên vẹn sau 6 năm chôn cất. Cách trung tâm huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang hơn 10 km, hướng về Ủy ban Nhân dân xã Ô Lâm, ngôi chùa Con Phlưng, nổi tiếng với câu chuyện về nhục thân, một nhà sư không bị phân hủy dù ông đã mất hơn 6 năm. Đó là thi hài của Hòa Thượng Châu Tinh.
Các sư thầy ở đây cho biết, Hòa Thượng Trao Tinh tu học tại chùa từ năm 13 tuổi cho đến năm 2014 thì mất, ở tuổi 79. Theo nghi lễ, tháng 3 năm 2020, phần thi thể của Hòa Thượng Trao Tinh được cải táng sau 6 năm. Đáng kinh ngạc là khi mở nắp quan tài, thi hài của Hòa Thượng Trao Tinh vẫn còn nguyên vẹn, không bị phân hủy. Nhà chùa quyết định xây lại một ngôi bảo tháp khang trang hơn, sau đó làm lồng kính để thi hài của Hòa Thượng vào. Theo quan sát, bên dưới lớp áo cà sa, thi hài của Hòa Thượng Trao Tinh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khô lại chứ không phân hủy. Hai tay của Hòa Thượng chắp vào nhau. Cho đến nay, vẫn không có một giải thích thuyết phục hiện tượng bất hoại của thi hài và đây vẫn còn là một trong những chuyện lạ ở An Giang. Rợn người với quá chiêu đánh ghen tàn động của công tần mỹ nữ trốn hậu cung xưa. Trốn hậu cung vốn nhiều mù mê tranh sủng, người này hãm hại người kia hòng có được tình yêu của hoàng đế. Nếu bạn từng xem qua các bộ phim, truyện cung đấu, chắc phần nào biết được những chiêu trò mà phi tần làm ra để hãm hại lẫn nhau. Tuy nhiên, trên phim có vẻ vẫn còn khá nhẹ nhàng bởi trong quá khứ, không ít vị hoàng hậu phi tần ghen tuông đến mở mắt, làm ra đủ chuyện hại người. Có thể nói, những đòn đánh ghen trong chốn thâm cung khiến ai thấy cũng phải rợn tóc gáy, lạnh sống lưng. Lý Phượng Nương ghen quá hóa ác. Lý Phượng Nương là hoàng hậu của vua Tống Quang Tông, hoàng đế thứ 12 của nhà Tống. Do được gia đình chiều chuộng từ bé nên tính khí của Lý Phượng Nương khá thất thường. Bà là người phụ nữ ưa quyền lực, sẵn sàng trừng trị tàn độc bất kể kẻ nào dám làm trái ý mình. Để độc chiếm hoàng đế, Lý Phượng Nương ngày đêm nghĩ những mưu hèn kế độc để triệt hạ bằng được những tình địch của bà cũng như thỏa mãn cơn ghen vô lối. Có lần, vua Tống Quang Tông mê mẩn bàn tay của một cung nữ, ông đã cầm lên ngắm nghía, vuốt ve rồi trầm trồ khen ngợi. Tuy chưa qua lại gì và sự việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng ngày hôm sau, Tống Quang Tông đã nhận được món quà ghê rợn do chính tay Lý Hoàng hậu mang tới. Khi vua tò mò hỏi đó là gì, Hoàng hậu liền trả lời là một vật báu mà vua rất yêu thích. Hoàng hậu nước Kim và màn đánh ghen bằng giấm chua. Theo sách thừa kể lại, hoàng đế nước Kim khi còn tại vị đặc biệt yêu mến hai nàng phi tần là Lệ Cẩm Tây Cung và Ngọc Sương Ái Phi. Ông sủng ái hai vị thế thiếp đến mức bỏ bê hoàng hậu khiến nàng ta vô cùng căm hận. Hoàng hậu nhịn nhục nhiều năm cuối cùng cũng chờ được thời cơ đến. Trước khi băng hà, hoàng đế nước Kim dặn dò rằng ông muốn được chôn cùng hai vị ái phi kia. Dù vậy, hoàng hậu không để hai vị cung phi được nguyên vẹn bồi tháng cùng hoàng đế mà đã hành hạ họ trước khi đưa cả hai sang thế giới bên kia. Cụ thể, vị hoàng hậu đã sai người hủy hoại dung nhan rồi ném cả hai nàng phi tần vào chùm giấm chua. Vị hoàng hậu đã tin rằng nếu làm như vậy, hoàng đế dưới suối vàng sẽ vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của họ. Đát kỷ và những hình phạt độc ác rất hồ ly tinh. Cũng theo sử sách nhà Trung để lại thì thời nhà Thương, trụ vương say mê vị ái thiếp là Đát Kỷ đến mức bỏ bê việc triều chính. Nhờ vào ân sủng của trụ vương, Đát Kỷ gây đủ phong ba trong chốn hậu cung. Những ai chống đối nàng đều phải chịu nhục hình vô cùng đớn đau, khổ cực. Đát Kỷ đã nghĩ ra cực hình tên là Sái Bồn với một cái hầm dài 200 thước, sâu 50 thước, rồi thả rất nhiều rắn độc vào đó rồi không cho chúng ăn. Các công nhân được truyền đến đây sẽ bị lột bỏ quần áo và đẩy vào hầm. Còn những phi tần khác, nếu biết ai tỏ ý ghen ghét với Đát Kỷ hoặc tìm cách lôi kéo quyến rũ trụ vương, nàng ta cũng không tha cho người nào. Theo như lịch sử có ghi chép, những hình phạt dã man trong những trận ghen ghét của Đát Kỷ đã lên đến đỉnh điểm của sự hùng ác man rợ, không chỉ hành hạ người lúc sống mà còn xâm hại thi thể. Biến tình địch thành người lợn. Lưu Bang xuất thân là thường dân nhưng đã lọt vào mắt xanh của cha Lữ Trí. Lữ Trí đã phải chịu không ít khổ cực khi cùng cha gây dựng nhà Hán. Sau khi giành được thiên hạ, Hán Cao Tổ Lưu Bang lại đi ân sủng người phụ nữ khác và không đoái hoài tới bà. Những năm cuối đời, Lưu Bang càng đặc biệt yêu chiều thích phu nhân. Thậm chí, thích phu nhân còn thuyết phục Hán Cao Tổ Lưu Bang đưa con trai mình trở thành người thừa kế vương vị, thay cho Lưu Doanh, con trai của Lữ Hậu. Lưu Bang qua đời, Hán Huệ đế Lưu Doanh lên ngôi khi mới 17 tuổi, nhưng quyền lực thực chất nằm trong tay Hoàng hậu Lữ Trí. Với các phi tần của chồng, Lữ Hậu đều hậu đãi đặc biệt, trừ một người bị bà ta ra tay tàn ác, cho sống không bằng chết.
Lữ Hậu sai người bắt Thích Phu Nhân giam vào trong cung Trường Hạng, Vĩnh Hạng, nơi nhốt các cung nữ phạm lỗi trong hậu cung. Ở đây, Thích Phu Nhân bị cạo đầu, hai tần bị khóa bằng xích sắt, hàng ngày phải kéo như trâu, như ngựa. Lữ Hậu còn mạnh tay tra tấn Thích Phu Nhân dã man rồi cho vào chuồng lợn ở. Bà nói với tất cả mọi người trong cung rằng đây là người lợn. Bất lực trước sự độc ác của mẹ, Hán Huệ Đế buồn rầu mà sinh bệnh rồi qua đời khi mới 23 tuổi. Yeah.